Các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dưa Vào Bếp. Các bạn thấy vỏ dưa hấu xuất hiện trong này có thấy lạ không? Dưa hấu thấy vậy chứ, vỏ dưa hấu thấy vậy chứ mình làm được nhiều món ăn lắm đó nha. Hôm nay mình sẽ làm món thịt ba chỉ kho với lại vỏ dưa hấu. Các bạn cùng vào bếp với mình nha. Thịt kho với vỏ dưa hấu thì cũng đơn giản thôi, cũng như thịt kho với lại mấy cái rau củ khác thôi. Cái đây cái vỏ dưa hấu thì mình tận dụng cái vỏ dưa hấu, nhưng mà phải là cái trái dưa mà nó có cái vỏ dày nha, cái vỏ trắng này nè, cái vỏ trắng này dày nè, chứ mà mỏng vỏ quá là mình làm không được, ăn nó giòn giòn, nó ngấm gia vị vô rất là ngon. Trước tiên là mình sẽ đi xắt thịt cái đã. Đây mình sẽ xắt miếng dày khoảng một phân. Kéo thịt ba chỉ thì kho nó ngon, nó vừa có mỡ vừa có nạc, nó ngon hơn là thịt nạc không thì kho nó sẽ bị khô. Rồi bây giờ mình sẽ ướp thịt nha. Mình sẽ ướp vào đây một chút mắm, một chút bột ngọt, chút đường, đây một ít dầu ăn nữa, đây một ít hầm tỏi băm nữa. Rồi mình sẽ trộn lên, để đây cho nó thấm khoảng 15 phút đi. Vỏ dưa thì mình sẽ gọt bỏ cái vỏ xanh ở ngoài đi. Cái vỏ dưa hấu này thấy gì? Chứ mình làm được nhiều món lắm nha. Mình kho nè, kho thịt nè, mình xào cũng được, làm gỏi nữa. Rồi, một miếng. Cái này mà ngâm làm dưa chắc cũng được luôn á. Rồi xong rồi, giờ mình sẽ bỏ bớt cái phần ruột đỏ ở trong đi. Cái này nó mềm rồi, mình kho nữa một hồi nó nhũn ra hết. Thôi bây giờ mình sẽ cắt dưa hấu thành những miếng vừa ăn. Rồi xong rồi, bây giờ bắt đầu kho thôi. Mình sẽ kho bằng cái nồi đất. Cho một ít dầu ăn, thắng tí nước màu trước cái đã. Cho chút đường vô. Rồi đường nó bắt đầu vàng rồi, chuyển màu rồi. Tắt bếp tí với để nó cháy hết. Cái nồi đất này nó nóng ghê luôn. Rồi mình cho ít ớt, hành, tỏi vào đây. Rồi cho thịt vào. Rồi thịt nó đã săn lại rồi nè. Thơm lắm. Mình sẽ cho vỏ dưa vào. Mình sẽ cho vào đây một ít nước để cho. Rồi mình sẽ kho cho nó dưa nó mềm nè. Rồi để lửa nhỏ kho này chắc. Cái này kho cũng nhanh ha. Rồi mình sẽ kho khoảng 5-10 phút cho cái vỏ dưa nó ngấm nè, nó trong lại. Rồi mình sẽ nêm nếm lại nha.
lại cho vừa ăn. Mình sẽ cho mấy cái đầu hành lên. Một ít hành lá nữa. Với một ít ớt. Mình kho thêm chút xíu nữa cho nó thấm đều rồi mình sẽ tắt bếp nha. Mình làm món thịt kho với vỏ dưa hấu là xong rồi đây. Mời các bạn cùng thưởng thức nha. Cái vỏ dưa nó thấm gia vị ăn rất là ngon. Mình nó mềm nữa, cái vỏ dưa này nó có cái vị ngọt cho nên là khi mình nấu thì nó có cái vị ngọt cho nên là lúc mà mình nêm nếm thì mình giảm cái độ ngọt xuống nha các bạn. Đường nè với lại hạt nêm á, mình nêm ít thôi là nó có cái vị ngọt của cái vỏ nữa là vừa. Và hôm nay mình ăn dưa hấu thì mình để vỏ lại mình làm thử món này nha các bạn, rất là ngon đó. Xin mời các bạn cùng ăn cơm với mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy thích thì hãy chia sẻ để cho mọi người cùng xem nha. Rồi, chúc các bạn một ngày vui vẻ nha.